trước hết chúng ta phải hiểu cái chức năng của túi mật. Túi mật có ý nghĩa gì với cơ thể? Thì túi mật là một phần của cái đường mật, một phần dịch mật sau khi được tiết ra từ gan sẽ được dự trữ lại ở túi mật. Khi chúng ta đói thì túi mật giãn ra để hứng dịch mật, còn khi chúng ta ăn thì túi mật sẽ co bóp để tống dịch mật, bổ sung thêm dịch mật vào để tiêu hóa thức ăn. Như vậy, một bệnh nhân sau khi cắt túi mật thì tại thời điểm bữa ăn sẽ không còn cái lượng dịch mật được bổ sung từ túi mật, do đó có thể xảy ra cái tình trạng thiếu hụt dịch mật một cách tương đối. Việc thiếu hụt dịch mật này thì có thể dẫn tới cái tình trạng đầy trứng bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Thông thường thì cái tình trạng rối loạn này có thể tự hết trong vòng khoảng một vài ngày cho đến 2 tuần. Một số ít các trường hợp thì cái tình trạng rối loạn này có thể kéo dài tới hàng tháng. Để hạn chế cái tình trạng thiếu hụt dịch mật tương đối này thì các bác sĩ sau khi mổ cắt túi mật thường khuyên bệnh nhân, lời khuyên thứ nhất là bệnh nhân sẽ ăn uống theo giờ giấc. Việc ăn uống theo giờ giấc sẽ giúp cơ thể tạo ra cái phản xạ tiết dịch mật nhiều hơn vào cái thời điểm bữa ăn. Lời khuyên thứ hai là bệnh nhân sẽ ăn một cái chế độ ăn hạn chế chất mỡ trong vòng khoảng 2 tháng và tăng cường chất xơ vào bữa ăn. Như vậy thì nó sẽ giúp được việc tiêu hóa sẽ dễ dàng hơn. Theo những cái tài liệu của cả Việt Nam và thế giới cho tới thời điểm hiện tại thì đa phần các bệnh nhân sau khi mổ cắt túi mật thì vẫn sống khỏe mạnh, vẫn sinh hoạt, vẫn lao động hoàn toàn bình thường. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.